tuyển tập bài đọc diễn cảm về lời Đức Chúa Trời toàn năng. Diễn giải những mầu nhiệm của lời Đức Chúa Trời với toàn vũ trụ. Chương 8. Khi Đức Chúa Trời phán từ góc độ của thần, giọng điệu Ngài nhắm vào toàn nhân loại. Khi Đức Chúa Trời phán từ góc độ của con người, giọng điệu của Ngài nhắm vào hết thảy những ai đi theo sự dẫn dắt của thần Ngài. Khi Đức Chúa Trời phán ở ngôi thứ ba, Ngài trực tiếp bày tỏ lời Ngài với mọi người, để họ thấy Ngài như một người bình luận, và dường như với họ, từ miệng Ngài phán ra vô số những điều con người không biết và không thể hiểu thấu. Chẳng phải vậy sao? Khi Đức Chúa Trời phán từ góc độ của thần, hết thảy nhân loại đều phải kinh ngạc. Tình yêu của con người dành cho ta quá nhỏ bé, còn đức tin của con người nơi ta cũng hạn hẹp đến thảm hại. Nếu lời của ta không trực tiếp xoáy thẳng vào những điểm yếu của con người, thì họ vẫn khoe khoang, khoác lác, dương dương tự đắc, nghĩ ra hàng mớ luận thuyết khoa trương. Như thể họ toàn tri, toàn giác với mọi thứ trên trái đất này. Những lời này không chỉ vạch trần nhân loại đúng như thực tế và vị trí của Đức Chúa Trời trong lòng người, mà còn bóc trần toàn bộ đời sống của loài người. Mỗi người đều tin rằng mình phi thường, nhưng thậm chí còn không biết có một từ là Đức Chúa Trời. Do đó, họ dám nghĩ ra hàng mớ luận thuyết khoa trương. Tuy nhiên, việc nghĩ ra hàng mớ luận thuyết khoa trương này không phải là nói theo nghĩa mọi người hiểu. Thay vào đó, nó có nghĩa là con người đã bị Satan làm bại hoại. Mọi thứ họ làm, mọi hành động họ thực hiện đều trái ngược với Đức Chúa Trời và trực tiếp chống lại Ngài. Và chính bản chất hành động của họ đến từ Satan, đối nghịch với Đức Chúa Trời và nhằm mục đích giành độc lập, trái với ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời nói rằng con người toàn nghĩ ra hàng mớ luận thuyết khoa trương. Tại sao Đức Chúa Trời nói rằng mũi dùi những lời Ngài trực tiếp xoáy thẳng vào những điểm yếu của con người? Đó là bởi vì, theo ý định của Đức Chúa Trời, nếu Ngài không vạch trần những điều ẩn sâu trong lòng người, thì sẽ không ai chịu quy phục. Như vậy, con người sẽ không hiểu bản thân mình và họ sẽ không tôn kính Đức Chúa Trời. Nói cách khác, nếu ý định của con người không được vạch trần, họ sẽ dám làm bất cứ điều gì, có khi còn trực tiếp nguyền rủa thiên đàng hay Đức Chúa Trời. Đây là những điểm yếu của nhân loại. Do đó, Đức Chúa Trời phán rằng, ta đi khắp nơi cùng chốn trên cõi vũ trụ, không ngừng tìm kiếm người hợp ý ta, người phù hợp để ta sử dụng. Tuyên bố này kết hợp với những gì được nói đến sau này về tiếng pháo của vương quốc chính thức vang lên, cho thấy rõ rằng thần của Đức Chúa Trời đang tham gia vào công tác mới trên đất. Chỉ là con người không thể nhìn thấy điều đó bằng mắt thường, vì có thể nói rằng thần đang ở trên đất thực hiện công tác mới, nên toàn thế giới vũ trụ cũng trải qua một sự thay đổi hệ trọng. Các con trai của Đức Chúa Trời và dân sự của Đức Chúa Trời bắt đầu chấp nhận chứng ngôn về sự nhập thể của Đức Chúa Trời. Nhưng hơn thế nữa, mọi tôn giáo và giáo phái, mọi tầng lớp xã hội và mọi nơi cũng chấp nhận nó ở các mức độ khác nhau. Đó là một biến động lớn của thế giới vũ trụ trong cõi tâm linh. Nó làm rung chuyển toàn thế giới tôn giáo đến tận cốt lõi. Đó là một phần những gì mà trận động đất được nhắc đến trước đó đề cập đến. Tiếp theo, các thiên sứ chính thức bắt đầu công tác của họ và người dân Israel trở về nhà của họ, không bao giờ đi lang thang nữa, và tất cả những người trong đó chấp nhận được chăn dắt. Ngược lại, người Ai Cập bắt đầu tách ra khỏi phạm vi cứu rỗi của ta. Nghĩa là
họ nhận lấy hình phạt của ta. Nhưng điều đó chưa chính thức được bắt đầu. Vì vậy, khi thế gian đồng loạt trải qua một vài sự thay đổi lớn lao này, đó cũng là lúc tiếng pháo của vương quốc chính thức vang lên. Thời điểm người ta gọi là thần mạnh gấp 7 lần bắt đầu thực hiện công việc. Mỗi lần Đức Chúa Trời làm công tác khôi phục tại các giai đoạn này hoặc trong các giai đoạn chuyển tiếp này, không ai có thể cảm nhận được công tác của Đức Thánh Linh. Do đó, những lời Đức Chúa Trời vào lúc mọi người đều mất hết hy vọng nghe thật đúng. Hơn nữa, trong mỗi giai đoạn chuyển tiếp này, khi con người mất hy vọng hoặc khi họ cảm thấy đây là dòng chảy sai, Đức Chúa Trời bắt đầu lại và thực hiện bước tiếp theo trong công tác của Ngài. Từ lúc sáng thế đến nay, Đức Chúa Trời đã khôi phục công tác của Ngài và thay đổi phương pháp làm việc của Ngài theo cách như vậy. Mặc dù hầu hết mọi người có thể nắm bắt được khía cạnh nào đó của công tác này ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn bị dòng nước xiết cuốn trôi vì vóc dạc họ quá bé nhỏ. Họ không thể nắm bắt được các bước trong công tác của Đức Chúa Trời và vì vậy họ bị loại trừ. Tuy nhiên, đây cũng là cách Đức Chúa Trời làm tinh sạch con người. Và đây là sự phán xét của Đức Chúa Trời về những quan niệm lỗi thời của nhân loại. Nền tảng mà con người có càng vững chắc, thì các quan niệm tôn giáo của họ về Đức Chúa Trời càng lớn. Điều mà họ khó có thể gạt sang một bên. Họ luôn bám víu những điều cũ và thật khó để cho họ chấp nhận sự sáng mới. Mặt khác, nếu một người đang đứng, thì người đó phải có một nền tảng nào đó để đứng trên đó. Nhưng hầu hết mọi người vẫn gặp khó khăn trong việc buông bỏ quan niệm của họ. Điều này đặc biệt đúng với quan niệm của họ về Đức Chúa Trời nhập thể ngày nay. Một điểm rõ ràng trông thấy. Trong những lời của ngày hôm nay, Đức Chúa Trời phán nhiều về khải tượng và không cần phải nói thêm. Đức Chúa Trời phán chủ yếu về cách việc xây dựng hội thánh đặt nền móng cho việc xây dựng vương quốc. Cụ thể hơn, trong khi hội thánh đang được xây dựng, mục tiêu chính là thuyết phục mọi người tâm phục khẩu phục. Mặc dù họ không tận mắt biết về Đức Chúa Trời nhập thể, mặc dù họ ấp ủ đức tin trong lòng, nhưng họ không biết về Đức Chúa Trời nhập thể. Bởi vì ở giai đoạn đó không thể phân biệt được Ngài với một con người. Trong thời đại vương quốc, tất cả phải thể hiện sự tin chắc từ trong tấm lòng, lời nói lẫn ánh mắt của họ. Điều này đủ cho thấy rằng, để tất cả mọi người có thể thể hiện sự tin chắc từ trong tấm lòng, lời nói lẫn ánh mắt của mình, họ phải được phép biết Đức Chúa Trời sống trong xác thịt bằng mắt thường, không phải do bị cưỡng ép hay chỉ là bằng niềm tin thông thường, mà là với hiểu biết đến từ sự tâm phục, khẩu phục của họ. Do đó, ở giai đoạn xây dựng này sẽ không có đấu tranh và giết chóc. Thay vào đó, mọi người sẽ được dẫn lối đến sự khai sáng bởi những lời Đức Chúa Trời. Và qua đó, họ có thể theo đuổi và khám phá, để họ có thể vô thức đi đến sự hiểu biết về Đức Chúa Trời nhập thể. Do đó, đối với Đức Chúa Trời, giai đoạn công tác này dễ dàng hơn nhiều, ở chỗ nó thuận theo lẽ tự nhiên và không đi ngược với nhân tính. Cuối cùng, nó sẽ dẫn con người đến sự hiểu biết về Đức Chúa Trời một cách tự nhiên. Vì vậy, đừng lo lắng hay nôn nóng. Khi Đức Chúa Trời phán rằng tình hình của cuộc chiến trong cõi thuộc linh được tỏ lộ trực tiếp trong các dân sự của ta, ý Ngài là khi mọi người bắt đầu đi đúng hướng và bắt đầu biết Đức Chúa Trời, mỗi người không chỉ bị thử thách trong lòng bởi Satan, mà họ cũng có thể bị Satan thử thách trong chính hội thánh. Tuy nhiên, đây là con đường mọi người phải đi. Vì vậy,
không ai cần phải hoảng sợ. Sự thử thách của Satan có thể đến dưới một vài hình thức. Một người có thể thờ ơ hay từ bỏ những gì Đức Chúa Trời phán, và có thể nói những điều tiêu cực để làm nản sự tích cực của người khác. Tuy nhiên, người như vậy thường sẽ không lôi kéo được ai về phía họ. Điều này rất khó để nhận ra. Lý do là, một người như vậy vẫn có thể chủ động tham dự các buổi họp, nhưng họ không rõ về khải tượng. Nếu hội thánh không đề phòng họ, thì toàn bộ hội thánh có thể bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực khi họ phản ứng hờ hững với Đức Chúa Trời, và do đó không chú ý đến lời Đức Chúa Trời. Và điều này sẽ đồng nghĩa với việc rơi thẳng vào thử thách của Satan. Một người như vậy có thể không trực tiếp dấy loạn chống lại Đức Chúa Trời, nhưng vì họ không thể hiểu thấu được những lời của Đức Chúa Trời và không biết về Đức Chúa Trời, nên họ có thể đi xa đến mức phàn nàn hoặc mang lòng đầy oán hận. Họ có thể nói Đức Chúa Trời đã bỏ rơi họ, và do đó mà họ không thể nhận lãnh được sự khai sáng và soi sáng. Họ có thể muốn bỏ đi, nhưng họ hơi lo sợ, và họ có thể nói rằng công tác của Đức Chúa Trời không đến từ Đức Chúa Trời, mà thay vào đó là công việc của những ác linh. Tại sao Đức Chúa Trời lại thường xuyên nhắc đến Phi-e-rơ như vậy? Và tại sao Ngài nói rằng ngay cả Job cũng không bằng được Phi-e-rơ? Nói như vậy không chỉ khiến mọi người chú ý đến những việc làm của Phi-e-rơ, mà còn khiến họ bỏ qua tất cả những hình mẫu họ mang trong lòng, ngay cả như hình mẫu của Job, người có đức tin lớn nhất, cũng sẽ không còn. Chỉ bằng cách này, một kết quả tốt đẹp hơn mới có thể đạt được. Trong đó, mọi người có thể gạt bỏ mọi thứ trong nỗ lực bắt chước Phi-e-rơ. Và khi làm như vậy là tiến lên một bước trong hiểu biết của họ về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời chỉ cho mọi người con đường thực hành mà Phi-e-rơ đã đi để biết về Đức Chúa Trời. Và mục tiêu của việc đó là mang đến cho mọi người một điểm tham khảo. Rồi Đức Chúa Trời tiếp tục tiên đoán một trong những cách Satan sẽ thử thách con người khi mà Ngài phán: "Tuy nhiên, nếu như ngươi lạnh nhạt và thờ ơ với lời ta nói, thì không còn nghi ngờ gì nữa, ngươi đang chống lại ta." Đó là sự thực. Với những lời này, Đức Chúa Trời báo trước những mưu đồ quỷ quyệt mà Satan sẽ cố sử dụng. Chúng như một lời cảnh báo. Không phải ai cũng có thể thờ ơ với những lời của Đức Chúa Trời. Nhưng dù sao, một số người sẽ bị giam cầm bởi sự thử thách này. Do đó, cuối cùng, Đức Chúa Trời nhấn mạnh một lần nữa rằng: "Nếu các ngươi không nhận thức lời ta, cũng không tiếp thu, không đưa chúng vào thực hành, thì các ngươi chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chịu hình phạt của ta. Các ngươi chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của Satan." Đây là lời khuyên mà Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Nhưng cuối cùng, như Đức Chúa Trời đã báo trước, một bộ phận con người chắc chắn rồi sẽ trở thành nạn nhân của Satan.